đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt tròn quay, nhưng vẫn tự luyến khen mình đẹp. Tiêu Chiến không ngại làm xấu mình trước người hâm mộ. Mới đây, phòng làm việc Tiêu Chiến đã cập nhật trên Douyin đoạn clip của nam diễn viên. Đáng nói là trong đoạn clip, Tiêu Chiến khiến dân tình thích thú với độ tự luyến ngày càng nâng cấp. Cụ thể khi được đặt câu hỏi, khi mập anh trông như thế nào, nam diễn viên không ngần ngại đáp, khi béo lên tôi cũng trông đẹp trai chứ sao. Ngoài ra, anh chàng không ngại biến khuôn mặt của mình tròn xoe khi được yêu cầu dùng app để tăng thêm 25kg. Khi nhắc nhớ về dự án Như Mộng Chi Mộng, nam diễn viên bày tỏ, đối với tôi, dự án này giống như một giấc mơ, cho tôi rất nhiều kinh nghiệm lẫn sự sáng tạo trong diễn xuất. Dự án này tập hợp cả một ekip rất chuyên nghiệp, có nhiều năm làm nghề nên tôi đã thật sự được hòa quyện trong dự án này. Còn nhớ vào thời điểm Như Mộng Chi Mộng được mang đi trình diễn, Tiêu Chiến nhận được nhiều lời khen, trong đó có từ tổng chế tác của vợ kịch. Tiêu Chiến cực kỳ thông minh, lại chăm chỉ chịu khó, có một năng lượng biểu đạt trời sinh. Điều duy nhất khiến tôi trăn trở chính là việc một thanh niên như cậu ấy làm sao để chiến thắng được sự nhấn chìm và lôi kéo của những ham muốn vật chất to lớn trong xã hội. Có thể duy trì một trái tim trong suốt như gương, biết được bản thân sẽ đạt được một cuộc sống ở mức độ thế nào. Đừng vứt bỏ những cơ hội có hướng đi rõ ràng, đừng trở thành cỗ xe chỉ biết chiến đấu vì danh lợi. Trước đó ít ngày, nhiều nguồn tin cho rằng khả năng cao nam diễn viên sẽ góp mặt trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Đây là bộ phim nói về câu chuyện tình yêu xoay quanh bộ ba nhân vật Nhiếp Hy Quang, Lâm Tự Sâm và Trang Tự. Trước đó có nguồn tin cho biết Tencent đã mua bản quyền chuyển thể và dự kiến khởi quay vào cuối năm 2022. Cũng mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin nam thần Tiêu Chiến đã tìm được kịch bản phim mới và đang trong quá trình đàm phán. Theo đó, Tiêu Chiến sẽ nên duyên với đàn chị Mao Hiểu Đồng trong một bộ phim về tình cảm chị em. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ và mong chờ được nhìn thấy cặp trai tài gái sắc trên màn ảnh nhỏ, nhiều khán giả bỗng than trời vì lo ngại cặp đôi không có Gen 60. Một số ý kiến của khán giả trước thông tin trên, không biết là phim hiện đại hay cổ trang, nhưng dù là thể loại nào thì cũng không hợp. Mong Tiêu Chiến nhận một bộ chị em lâu lắm rồi, nhưng tại sao lại với bà chị này? Việc hai người cùng nhận kịch bản sẽ không bao giờ xảy ra. Thử đặt ảnh hai người lại xem, không có miếng Gen 60 nào luôn. Nhiều khán giả cho rằng việc nghi ngờ về bộ phim và dàn diễn viên thời điểm này là quá vội vàng. Mao Hiểu Đồng là đàn chị của Tiêu Chiến, cô có trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ, 30 chưa phải là hết. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Chân Hoàng Truyện. Dù sự nghiệp gặp nhiều trắc trở nhưng khán giả phải công nhận cô là một diễn viên thuộc trường phái thực lực. Về vấn đề cặp đôi có phản ứng hóa học hay không thì xem phim mới biết. Chưa kể, Mao Hiểu Đồng có ngoại hình trẻ trung hợp với các vai diễn tình cảm chị em, cho nên chính Tiêu Chiến mới là vấn đề với vai diễn này vì nam diễn viên còn quá trẻ và chưa có nhiều dấu ấn trên thị trường phim ảnh. Hiện tại thông tin về sự hợp tác của Tiêu Chiến và Mao Hiểu Đồng vẫn chưa được xác nhận.